Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh tin tức sao Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức Bằng Kiều tình tứ hôn Dương Mỹ Linh trong hậu trường. Bằng Kiều và Dương Mỹ Linh không ngại ngần trao cho nhau nhiều hành động tình cảm trong hậu trường. Tối qua, ngày 7 tháng 3, Bằng Kiều đã đến tham dự một sự kiện âm nhạc tại Hà Nội. Đi cùng anh là Dương Mỹ Linh. Tại hậu trường, giọng ca Nơi Tình Yêu Bắt Đầu được bạn gái tự tay chuẩn bị trang phục. Dương Mỹ Linh dịu dàng đeo cà vạt giúp Bằng Kiều. Nhưng ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, nam ca sĩ hải ngoại đã tặng bạn gái món quà anh đã cất công chuẩn bị từ trước. Anh cũng không quên trao cho bạn gái một nụ hôn ngọt ngào. Cách đây không lâu, Bằng Kiều từng khiến dư luận xôn xao khi viết những chia sẻ đầy tâm trạng về tình yêu và hôn nhân. Thời điểm đó, nhiều người đã đặt ra nghi vấn rằng anh và Dương Mỹ Linh đã đường ai nấy đi. Thế nhưng, những hình ảnh tình tứ của cặp đôi trong thời gian gần đây đã hoàn toàn đập tan nghi vấn này. Bằng Kiều vui vẻ chụp hình cùng Uyên Linh và Hà Trần. Dương Mỹ Linh vô cùng tươi tắn bên Uyên Linh. Cô cũng tỏ ra khá thân thiết với Hà Trần. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh của chúng tôi. Nếu thích thì hãy like hoặc share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký để theo dõi thật nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi nhé.